Hello guys, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với series TOEFL Junior Intermediate, tương đương với level B1 trong tiếng Anh của chúng ta. Bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau quay lại, đó chính là kỹ năng Reading Comprehension. Và kỹ năng Reading Comprehension có lẽ là cái kỹ năng mà chúng ta có ít bài học nhất, đúng nào? Vì nó chỉ có tổng cộng là trong 7 unit chúng ta có từ Main Idea Questions đến Detail Questions, Vocabulary questions và unit cuối cùng là rhetorical structure questions. Và những bài học ngày hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau đi qua 4 lectures. Lecture đầu tiên là về introduction và 3 lectures sau đó là về main idea, detail và vocabulary questions. Bài học ngày hôm nay của chúng ta cùng tiếp tục đến với unit number 4, pronoun reference questions. Nếu như những bạn nào hoặc là những em nào mà đã cùng học IELTS và học TOEFL với chị trong suốt thời gian qua, chúng ta cũng đã biết rằng là TOEFL Junior B1, đúng không? Ở cái phần mà Reading Comprehension thì nó cũng giống với TOEFL Junior Basic, đó là A2. Và chúng đều có 7 dạng câu hỏi này, vì thế nên nó cũng sẽ có 7 dạng bài, 7 dạng unit của chúng ta là chúng ta có thể luyện tập. Ok, và unit number 4 này thì chúng ta cũng có thể đoán đoán được rồi, đúng không nào? Pronoun là đại từ, reference là ngụ ý. Vì thế nên là những cái câu hỏi về pronoun reference questions chính là những câu hỏi về đại từ ám chỉ. Cái đại từ đó ám chỉ tới cái gì hoặc là nhắc tới cái gì, đúng không nào? So, are you ready? Let's get started. Unit number 4, pronoun reference questions. Vậy thì thế nào là pronoun reference questions? Pronoun reference questions là những câu hỏi mà yêu cầu chúng ta tìm được một cái danh từ chính xác mà cái đại từ đó đang ám chỉ tới, đang nhắc tới, đúng không nào? Pronoun reference questions ask you to identify the correct noun or something that a pronoun refers to, and all reference words on the TOEFL Junior are pronouns. There is only one pronoun reference question per passage. Mình nghĩa là gì nhỉ? Tất cả những cái từ reference, những cái từ ám chỉ, đúng không, ở trong dạng bài TOEFL Junior thì đều là đại từ, và cũng sẽ chỉ có duy nhất một câu hỏi về đại từ ám chỉ, đúng không, ở trong một cái passage, tức là một bài đọc của chúng ta thì chỉ có duy nhất một câu hỏi pronoun reference questions thôi. Thế nên là thực sự là nếu như mà xét về độ quan trọng thì nó không phải là quá quan trọng, thế nhưng đây là một câu hỏi rất dễ và chúng ta có thể là dễ dàng lấy điểm, dễ dàng ăn điểm vào cái dạng câu hỏi này. Thế nên là hy vọng rằng là qua bài học ngày hôm nay các em có thể hiểu hơn chiến thuật cũng như là các cái kỹ năng để chúng ta có thể làm đúng cái dạng bài này nhé. Awesome. Vậy thì chúng ta cần phải biết thế nào là đại từ. Có lẽ là ở trong cái phần Language Form and Meaning thì chị cũng đã có hướng dẫn với các em. Đó chính là đại từ, danh từ, động từ, tính từ, các vế câu, các cái chức năng của chúng trong cùng một câu văn, đúng không? Thì ở đây chị sẽ ngắn gọn, nhắc một cách ngắn gọn thôi để cho các em hiểu được rằng là đại từ thì nó có những loại gì. Về căn bản thì đại từ chúng ta có thể chia thành 4 dạng một cách ngắn gọn. Đó là personal pronouns, đại từ về cá nhân, đúng không? Về nhân thân, phản thân của mình, nói với một ai đó thì chính chúng ta. Đại từ quan hệ đó là relative pronouns, demonstrative pronouns, đại từ chỉ định, và indefinite pronouns, đại từ bất định. Đối với đại từ nhân xưng hoặc là đại từ phản thân thì chúng ta biết rằng là chúng có những cái đại từ khi mà đóng vai trò là chủ ngữ, ví dụ như là it, they, we, he, she. Và những cái đại từ phản thân này khi mà chúng đóng vai trò là tân ngữ thì nó sẽ là them, đúng không? Là it, là us, là her và là him, đúng không nào? Với đại từ quan hệ thì chúng ta có những cái từ như là who, là which, whom, đúng, whose và that. Whose thì nghĩa là của ai đó. Và những cái đại từ quan hệ này thì thường nó sẽ đứng trước một cái mệnh đề quan hệ để bổ sung thêm ý nghĩa cho một thành phần nào đó, đứng ở trước nó trong một câu. Với đại từ chỉ định, chúng ta có từ this, that, these and those, đúng không? The. Nhớ là âm th này chúng ta phát âm là the. Hiện đây là một phụ âm hữu thanh cổ họng chúng ta dùng. Thì this là ở đây, that là ở đằng kia, these là những cái này và those là những cái kia, là những cái đại từ giúp chúng ta chỉ định, biết được cụ thể vị trí của nó hoặc là nó là những cái nào. Tuy nhiên thì ngược với đại từ phủ định, đại từ chỉ định, chúng ta có đại từ bất định.
Đó là những cái đại từ như là some, đúng không? Khi mà chúng ta kết hợp với somebody thì là một ai đó, somewhere ở một nơi nào đó, đúng không? Something một cái gì đó, đúng không? Hay là any tức là không có cái nào hết, chúng ta kết hợp với anything tức là không có cái nào cả, anybody không có ai hết, anywhere. Hay là chúng ta cũng có thể có từ few, đúng không? Other là những cái khác, another một cái khác. None là chẳng có ai cả. Chúng ta có no one, đúng không? Nobody, no, where, đúng không nào? Và nothing. Đó là những cái từ mà chúng ta biết được khi mà nó đứng kết hợp, đúng không? Với từ thing hoặc là từ body, từ one, từ where thì giúp chúng ta biết được chỉ nó là một cái thứ gì đó vô định, không rõ ràng, đúng là chung chung. Rồi chúng ta cũng có thêm một số những cái đại từ vô định, bất định khác, ví dụ là none này, one này, most và many. Most là hầu hết, đúng không? Many là rất nhiều. Vậy thì đối với cái đại từ bất định này thì chúng ta cần phải ghi nhớ rằng là khi mà kết hợp với những danh từ đếm được, đúng không? Thì nó có thể là số chia, động từ chia là số nhiều. Còn nếu như nó cộng với lại danh từ số ít hoặc là những danh từ không đếm được thì động từ nó sẽ phải chia là số ít. Và đặc biệt là những cái đại từ bất định như là something, somewhere, some else, hay là anything, anywhere, any else, anybody, đúng không? Thì tất cả những cái đại từ đó sẽ đều chia ở số ít bởi vì nó là đại từ bất định, nó không xác định được là một cái chủ thể nào đó, thế nên là mình sẽ luôn luôn chia ở số ít cho động từ của nó. Does that make sense? So far so good. Awesome. Vậy bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào cái bài học ngày hôm nay. Đối với cái dạng câu hỏi này thì làm sao để chúng ta có thể nhận ra được đó là khi nào, đó là pronoun reference questions. Một dấu hiệu để giúp chúng ta nhận ra đó chính là in line dot dot dot, the word dot 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 refers to. Đây là một cái dạng câu hỏi rất là đơn giản để chúng ta nhận diện được cái hình thái của nó, đúng không nào? Đó là ở dòng thứ mấy cái từ này thì ám chỉ tới cái gì, khác với những dạng câu hỏi khác thì thông thường chúng ta cần phải hiểu và nắm được ví dụ như là ba bốn loại format của câu hỏi để mình nhận ra diện được của nó, đúng không? Nhưng với dạng câu hỏi này chúng ta chỉ có duy nhất một format thôi, thì hy vọng rằng các em có thể nhớ và mỗi khi chúng ta đọc được cái câu này thì chúng ta thốt lên được rằng là đó chính là pronoun reference question, và chúng ta hãy cố gắng liên kết tới những cái strategy, những cái chiến thuật mà mình sẽ cùng nhau học trong ngày hôm nay nha. That's excellent. Chúng ta cùng nhau đến với cái chiến thuật đầu tiên, đó chính là find the right substitute. Substitute nghĩa là gì nhỉ? Substitute có nghĩa là thay thế. Tức là chúng ta cần phải tìm ra được một cái sự lựa chọn thay thế hoàn hảo, đúng không? Tức là the best way to answer a pronoun reference question is to find the noun that can be moved in the place of the pronoun. Cái cách tốt nhất để chúng ta trả lời cái dạng câu hỏi pronoun reference question đó chính là tìm một danh từ mà chúng ta có thể moved, là gì nhỉ? Chuyển tới, đúng không? Cái vị trí của đại từ đó, đúng không? Đại từ, sorry, đại từ. Vậy thì chúng ta nhớ rằng là ví dụ chúng ta có bốn đáp án, đúng không? Vậy mình làm sao để mà thay thế bốn cái đáp án đó vào trong cái vị trí của cái đại từ này. Vậy thì khi chúng ta thay thế và chúng ta đọc lại câu văn, dịch lại và nó vẫn có một cái nét nghĩa đúng hoặc là nó make sense, nó hợp lý, đúng không? Thì chắc chắn nó sẽ là một đáp án chính xác. Còn nếu như không thì sẽ là một đáp án sai, đúng không nào? Substitute each answer choice in the place of the pronoun, đúng không? Hãy thay thế những cái đáp án mà người ta cho vào trong vị trí của đại từ. Choose the answer that fits logically and grammatically. Hãy chọn cái đáp án mà nó phù hợp cả về mặt ngữ nghĩa, đúng không? Logically và grammatically là về mặt ngữ pháp. Ngữ pháp tức là sao? Ví dụ như là cái vị trí đấy nó là một đại từ, đúng không? Và đại từ đó là ở dạng số nhiều. Vậy thì cái danh từ chúng ta thay thế chắc chắn nó cũng phải là một danh từ số nhiều hoặc là danh từ đếm được số nhiều, chứ nó không thể là một danh từ đếm được số ít, đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta có cái ví dụ đó là the chaps they use, đúng không? They là số nhiều, đúng không? Là họ. Vậy thì chắc chắn là cái danh từ chúng ta thay thế nó cũng phải là một danh từ đếm được số nhiều thì nó mới có thể đúng về mặt ngữ pháp, đó là từ use ở đằng sau. Does that make sense? Awesome. The answer will be a noun found in the same sentence or in a sentence directly before the pronoun. Cái đáp án của chúng ta có thể là một danh từ ngay ở trong cái câu văn đó, đúng không? Cái câu văn mà chứa đại từ đó, hoặc là trong cái câu văn mà nó nằm ở phía trước cái đại từ đấy, tức là cái câu văn nằm liền kề nó. Vậy thì chúng ta cùng nhau nhìn vào cái ví dụ thứ nhất này để chúng ta luyện tập
cái hint hay là cái strategy number one, chiến thuật đầu tiên, tìm được một cái sự thay thế chính xác. Awesome, chúng ta cùng nhau nhìn vào câu hỏi nhé. Trước khi chúng ta đọc bài đọc thì cái thao tác đầu tiên để mà mình có thể là tiết kiệm thời gian và trả lời được một cách chính xác đó chính là gì nhỉ? Đúng rồi, đó chính là hãy đọc câu hỏi và phân tích câu hỏi. Question. In line number two, the word they refers to. Ở dòng thứ hai thì cái đại từ they ám chỉ từ cái gì? Chúng ta biết rằng là đại từ they nghĩa là gì nhỉ? Là họ, là chúng, đúng không? Vậy chúng ta có thể lướt nhanh vào đoạn văn mà chúng ta tìm được chính xác cái vị trí của nó. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đó là hãy plug, hãy thay thế bốn cái đáp án này, đúng không? Substitute từng đáp án một vào trong cái vị trí đó để xem là cái đáp án nào là make sense, là hợp lý nhất. A. Leaves là những cái lá. B. Insects. C. Carnivores. Plants. Và D. Nutrients. Đối với những cái đáp án nào chúng ta hiểu biết nghĩa rồi thì chúng ta sẽ không lo nữa, đúng không? Nhưng mà những cái đáp án nào chúng ta chưa biết thì mình cũng có thể đoán, đặc biệt là đối với cái dạng bài pronoun reference này thì chúng ta không cần thiết phải hiểu nghĩa mà mình chỉ cần đoán thôi. Vậy chúng ta biết là từ they là đại từ số nhiều, thế nên là nó không thể nào là một danh từ số ít để thay thế được. Nhưng mà có một điều đặc biệt là cả bốn đáp án này thì đều là để ở danh từ số nhiều, đúng không? Thế nên là chúng ta biết rằng là mình sẽ cần phải suy nghĩ vì nó hơi phức tạp hơn, chúng ta không có một sự loại bỏ nào, đúng không? A. Leaves là những cái lá, vậy thì chúng ta biết là B là insects, C là carnivorous plants, tức là gì nhỉ? Những cái cây mà nó ăn thịt á. Chúng ta nghe hơi nó hơi hơi kinh dị, đúng không? Nhưng mà thực ra là bình thường là mình có từ herbivore, tức là những cái cây mà về thảo mộc, đúng không? Nhưng mà ở đây thì là những cái cây mà nó ăn thịt, ví dụ như là cái cây nắp ấm ngày xưa, chị nhớ không nhầm là vậy, mà nó hay bắt côn trùng á, như là ong hay các con côn trùng nó bay vào là cái cây nó sẽ tự động đóng lại, đúng không? Nó khép lại và nó tiết được dịch để mà tiêu hóa những cái con côn trùng đó. Và D, nutrients là chất dinh dưỡng. Thì chúng ta đọc cái câu văn này trước, cái câu văn mà chứa cái đại từ mà chúng ta cần phải nghiên cứu trước. Carnivorous plants eat insects that walk or fly into the traps they use, đúng không? Những cái cây thực vật mà ăn thịt á thì nó làm sao? Thực ra là nó không phải là nó ăn thịt động vật đâu, mà nó ăn những cái con côn trùng và những cái loài mà bay vào bên trong cơ thể của nó thôi. Nó giống như kiểu là một loại tự vệ á, mà bảo vệ cơ thể. Eat insects that walk or fly into the traps they use. Traps là gì nhỉ? Là cái bẫy, đúng không? Vậy thì những cái đợt cây này thì nó ăn những cái con côn trùng mà bay vào trong cái bẫy mà nó lập ra, nó sử dụng. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là ở cái chỗ trống này, cái chữ từ they này mình có thể thay thế bởi từ carnivorous plants, đúng không nào? Tức là những cái cây này nó lập ra những cái bẫy khiến cho những cái con côn trùng mà nó bay hoặc là nó đi vào thì sẽ bị ăn thịt. Vậy thì chúng ta hiểu rằng là ở đây trong cùng một câu văn có hai danh từ xuất hiện. Đó là đáp án B, insects, và đáp án C, carnivorous plants. Thì mình sẽ hơi confused hơn một chút bởi vì từ leaves thì nó không hề xuất hiện trong câu văn này. Và từ nutrients nó cũng không xuất hiện trong câu văn này luôn. Và chúng ta nhìn vào câu văn ngay liền kế trước nó. There is a special group of plants that eat meat. Có một cái loài đặc biệt của thực vật mà làm sao ăn thịt, đúng không? Vậy chúng ta cũng không thấy đáp án A, cũng không thấy đáp án D. Vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ loại được 50-50 rồi. Bởi vì là thường là những cái danh từ á, mà dùng để thay thế thì nó phải nằm ở ngay trong cái câu văn chứa đại từ đó, hoặc là nằm ở trong câu văn đứng đằng trước nó, ngay liền kề trước nó, chứ nó không có đứng sau đâu nha. Đó, vậy thì chúng ta loại trừ được A và D. Vậy thì chỉ còn B và C thì chị đã phân tích với các em, đó chính là phải là C. Bởi vì ở đây là cái từ they use nó nằm ở cái vị trí là chủ ngữ, là chủ thể của hành động. Thế nên là không thể nào là động vật, đúng không? Nó răng bẫy nó được. À, không thể là côn trùng răng bẫy nó được, mà phải là những cây ăn thịt này, đúng không? Does that make sense? Awesome. Chúng ta cùng nhau đến với hint number two, đó chính là strategy. Number two, use grammar. Cái chiến thuật thứ hai chúng ta cần phải lưu ý đối với dạng câu hỏi pronoun reference questions, đó chính là grammar, là ngữ pháp. Đây là một phần rất quan trọng, đúng không? Pronoun reference questions follow the rules of grammar. A pronoun like they cannot be used for one person, place or thing. Đấy chính là điều mà chị vừa nói với các em, đúng không nào? Đó là đối với những cái đại từ thì chúng ta cần phải theo dõi cái quy luật về ngữ pháp của nó. Nếu như là đại từ, ví dụ như là they là đại từ số nhiều thì không thể nào mà được thay thế hoặc là được sử dụng cho một người, một đồ vật hoặc một địa điểm được.
When answering this type of question, check if the pronoun is singular, like he, she, it, or plural, they, some, these, and find noun or nouns agreeing in number in the passage. Khi mà trả lời loại câu hỏi này thì chúng ta hãy cố gắng kiểm tra xem là cái đại từ nó là singular, là đơn, là số ít. Ví dụ như là he là anh ấy, she là cô ấy, it là nó, đúng không? Hay là plural là số nhiều, the they, some và these. Và cố gắng tìm ra những cái danh từ, một danh từ hoặc những danh từ mà thống nhất, đồng tình, đúng không? Với cái số lượng đó ở trong đoạn văn. Thực ra là nó vẫn hơi giống cái hint number one, đó chính là chúng ta vẫn plug nhỉ, tức là chúng ta vẫn thay thế cái đáp án, đúng không, mà người ta cho vào trong cái vị trí của cái đại từ chúng ta đang cần hiểu nghĩa đó. Và mình phải làm sao check mà làm sao nó vừa phù hợp cả về logically và grammatically. Thì ở trong cái hint number two chính là, number two chính là grammatically. Awesome. So let's have a look at an example over here that is a passage excerpt. Question. In line number 5, the word they refers to. Ở dòng thứ 5 thì từ they đang ám chỉ tới cái gì? A. Dave and Jeff. B. George and Jeff. C. Harry and Dave. And D. George and Harry. Chúng ta biết là they là một đại từ số nhiều, và chúng ta cùng nhìn vào cái dòng thứ 5, chúng ta tìm rất là nhanh thôi, vì trong bài người cũng sẽ gạch chân, đúng không nào? Chúng ta đọc ngay cái câu văn đấy đã, rồi chúng ta xem là trong câu văn đấy có chứa danh từ nào không. Nếu như không thì chúng ta hãy cùng lộn lại, đúng không, lật lại một chút ngay cái câu liền kề nó để tìm. They make the team every year. Họ, đúng không, lập team mỗi năm, họ lập ra một nhóm mỗi năm. Vậy chúng ta nhìn thấy đây là một câu đơn, nó rất là gì, đơn giản. They make the team every year, và không có một cái danh từ nào khác ngoại từ danh từ về team thì nó không có đúng, bởi vì team đang là tân ngữ mà người ta đang cần một cái chủ ngữ gì đó là con người, đúng không, con người thì mới tạo được nhóm mà đó. Vậy thì chúng ta không có cái clue nào ở trong câu văn này, nên mình sẽ cùng nhau nhìn một cái câu đằng trước liền kề nó. I know George and Harry want to play baseball this spring. Tôi biết George và Harry thì muốn chơi, đúng không, baseball vào mùa xuân năm nay. Vậy thì chúng ta biết là baseball chúng ta chơi thì cần phải lập team. Thì hai cái danh từ, đúng không, đang xuất hiện ở trong cái câu văn này đó là George và Harry. Chỉ hai người. Vậy thì hai người rõ ràng là số nhiều rồi, đúng không nào? Thì chính là chúng ta thay thế được cho cái đại từ đây. Bởi vì mục đích của đại từ tức là gì? Là để chúng ta nhắc tới một cái danh từ, đúng không, đứng gần nó, để chúng ta không bị lặp từ, avoid the repetition, để tránh cái việc là chúng ta lặp từ hoặc là chúng ta lặp một cái cấu trúc nào đó quá nhiều, đúng không, thì chúng ta dùng đại từ. Vậy thì chắc chắn cái đáp án chính xác của ta, chúng ta sẽ phải là D, George and Harry, vì đây là chỉ hai người duy nhất, đúng không, đứng ở trong cái câu văn ngay liền kề trước nó. Does that make sense? Perfect. Chúng ta cùng nhau đến với hint number 3, cũng chính là cái chiến thuật cuối cùng của chúng ta trong bài học ngày hôm nay. Decide if the pronoun refers to a person or thing. Chúng ta cần phải xem xét xem là cái đại từ đó nó đang đề cập, nó đang ám chỉ tới con người hay là một đồ vật, đúng nào? Bởi vì đôi khi ấy, cái từ they thì nó chung chung, nó có thể chỉ người, có thể chỉ vật. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng từ it thì nó sẽ luôn luôn chỉ con người, đúng không, là nó là một cái đồ vật gì đó. Thế nên là khi mà người ta hỏi, ví dụ như là từ it thì chỉ có thể sử dụng cho objects là đồ vật, đúng không? Specific pronouns match specific nouns. Một số đại từ thì chỉ kết nối, đúng không, chỉ có khớp với một số danh từ cụ thể nhất định. If the pronoun type doesn't match the pronoun in the answer choice, nếu như mà cái dạng của đại từ nó không khớp với lại cái danh từ ở trong phần đáp án, chúng ta biết rằng cái đáp án đó sẽ là đáp án không chính xác. Ok, và chúng ta có một cái lưu ý nho nhỏ, đó chính là animals are often referred to as he, she, him, her and it. Lưu ý rằng là đối với động vật thì chúng vẫn có thể được gọi như là he, đúng không, được ám chỉ, được nhắc tới như là anh ấy. Khi mà he tức là gì nhỉ, khi nói đến giới tính nam, đúng không, một con đực thì sẽ là he, hay là một con cái là she, và tân ngữ của nó, đại từ khi đứng ở vị trí tân ngữ thì sẽ là him và her, thậm chí là it. Vậy thì cái hint này thì nó sẽ không có giúp chúng ta quá là nhiều, đúng không, và cái hint này nó cũng không có giúp chúng ta nhiều khi mà chúng ta sử dụng những cái đại từ số nhiều,
Ví dụ là they và them, bởi vì là nó được sử dụng cho cả con người, cả nơi chốn, cả động vật và cả đồ vật. Đó, vậy thì chúng ta nhớ rằng chỉ có từ it và một số những cái đại từ nhất định, một số đại từ cụ thể khác thì chúng có thể mình có thể sử dụng phương pháp loại trừ, đúng không? For example, in line number 3, the word it refers to, trước khi chúng ta đọc bài đọc thì chúng ta hãy đọc câu hỏi trước để mình tiết kiệm được thời gian và mình cũng có thể loại là 50-50. A, color, có thể đúng không? Vì it là đồ vật mà. B, parent, đây sẽ là một đáp án sai 10-10 đúng không? Parent là bố mẹ, vậy thì không thể nào là it được. The school, đáp án C, có thể đúng không? Hay là color machine là một cái máy để làm color, là coca của chúng ta, đúng không? Vậy thì chúng ta biết rằng là vậy thì chắc chắn chỉ có thể là A, C và D. Và chúng ta cũng nhớ rằng là những cái danh từ này đều là danh từ dạng số ít thì là mới match với lại cái đại từ it. Còn nếu như giả sử một trong bốn đáp án này mà nó lại là số nhiều, vậy thì chắc chắn là nó sẽ không phải là đáp án chính xác, đúng không nào? Awesome, so let's have a look at the passage excerpt. The Parents Association voted against keeping cola in the school because of the health issues it can cause. Chúng ta biết rằng là gì nhỉ? Cái câu văn mà chứa cái đại từ này sẽ là câu văn đầu tiên chúng ta cần phải đọc trước, đúng không? Đại từ it. Còn nếu như mà chúng ta đọc xong câu văn mà nó vẫn không có một cái đáp án nào mà mình cảm thấy hợp lý thì mình sẽ đọc tiếp cái câu văn liền kế trước nó. Nhưng ở đây thì cái câu văn này có lẽ là đã chứa được cái nội dung mà chúng ta cần phải tìm rồi. The Parents Association, tức là gì nhỉ? Hội cha mẹ, hội phụ huynh, voted against, tức là gì nhỉ? Phản đối cái việc keeping cola in school, là cho, đúng không? Hoặc là để cho những cái đồ nước uống có ga là cola ở trong trường học. Bởi vì sao? Bởi vì họ quan ngại cái vấn đề sức khỏe mà nó có thể gây ra. Vậy từ nó có thể gây ra ở đây chính là thay thế cho từ cola, đúng không nào? Keeping cola in school, vậy thì chắc chắn là không phải là school được, đúng không? Bởi vì là in the school nó chỉ là ở trong trường học, thì không thể nào là cái vấn đề sức khỏe mà trường học gây ra, đúng không? Cũng không thể nào là cola machine, bởi vì chúng không được nhắc tới ở trong cái câu văn này. Mà thực ra là cola machine thì nó được nhắc ở trong câu văn đầu tiên. This week, all cola machines will be taken out of the Angel Grove Middle School. Ở tuần này, đúng không? Tất cả những cái máy bán nước á, bán nước cola thì sẽ làm sao? Bị đưa ra khỏi trường. Thì nó lại là ở số nhiều cơ, chứ nó không phải ở số ít, đúng không? Vậy thì chúng ta biết rằng đáp án chính xác của câu văn này sẽ là phải là A, cola. Bởi vì sao? Thứ nhất là nó hợp lý về mặt ngữ nghĩa, đúng không? Là cái hậu quả tiêu cực đến sức khỏe mà cola có thể gây ra. Thứ hai là đúng về mặt ngữ pháp, đó là it thì nó sẽ ám chỉ tới một cái danh từ số ít hoặc là một danh từ không đếm được, chính là cola. Và thứ ba đó chính là nó sẽ giúp chúng ta nhận ra được, đúng không? Loại trừ cái đáp án parent, bởi vì parent là bố mẹ thì sẽ không thể nào là it được, đúng không? Chúng ta nhìn thấy là Parents Association có được nhắc đến cái từ parent, nhưng parent là chỉ con người, thế nên không thể nào là it, và bố mẹ thì cũng không gây ra vấn đề về sức khỏe, đúng không nào? Vậy chúng ta hãy áp dụng ba cái chiến thuật này một cách nhuần nhuyễn. Thứ nhất đó chính là right substitute. Hãy thay thế bốn cái đáp án mà người ta cho vào cái đại từ chúng ta cần tìm để xem là chúng có khớp cả về mặt ngữ pháp và mặt ngữ nghĩa hay không, đúng không? Và chiến thuật thứ hai đó chính là về sử dụng ngữ pháp, chúng ta biết rồi, đúng không? Chiến thuật thứ ba đó chính là hãy để ý xem cái từ đại từ đó đang chỉ con người hay chỉ đồ vật. Nếu như nó chỉ đồ vật mà trong đáp án chúng ta có thấy con người thì chắc chắn cái đáp án con người đó sẽ là một đáp án không chính xác, incorrect. Does that make sense? So far so good. Awesome. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành ba cái chiến thuật ngày hôm nay. Nhiệm vụ về nhà của các em đó chính là hãy cùng nhau luyện tập và làm tất cả những cái bài mà chị post ở bên dưới này để các em có thể hiểu hơn về cái dạng bài câu hỏi pronoun reference questions nha. Again, no pain, no gain. Practice makes success. Không có sự đau đớn, rèn luyện khổ ải thì sẽ không có thành công. Hy vọng rằng các em sẽ chăm chỉ luyện tập
Và nếu như có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy để phần comment bên dưới cho chị biết. Hoặc nếu em cảm thấy video có ích hoặc là các em thấy là mình có thể tiến bộ hơn sau mỗi một video của chị thì hãy cố gắng là để cho chị một lượt like hoặc là một lượt subscribe để chị có thêm động lực làm video hoặc là để video có thể tiếp cận được nhiều hơn tới những cái bạn có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng đi học tiếng Anh ở trung tâm. Awesome! So that's the end for our lecture today. Thank you so much for watching and see you in the next video. Goodbye!